Vì cô ba mà anh đã dẫn thân vô kiếp sai lầm, hàng gây mê từng đêm đưa bản thân theo làn khói dặn. Vì khen anh phải đi trộm cắp máy lọc lồ đâm chém đi kiếm ra đồng tiền hùng chinh. Người yêu anh thường khuyên hay bỏ đi nhưng thôi trên người, mà anh đâu nào nghe đời đẩy đưa anh vào phạm phạm. Một ngày anh bị thua đánh xiết tay vô còng số 8, trưởng án ca ba đang chờ anh. Em ơi anh nằm trong phòng khám giám anh nhớ em nhiều, lương tâm anh giờ đây đã biết sai những gì lầm lỗi. Cô ba kia làm anh phải mắng đi gia đình yêu dấu, đánh mắng tương lai và người thân. Nay anh trong trường tự người nhắn tâm quay gón bò mằng, em đi theo người ta cuộc sống kia sang giàu phụ quỷ. Thôi em hay bình yên hạnh phúc bên tình yêu mới, anh sống anh đau chi vậy em. 2 năm anh ở đây cuộc sống kia gian khó nhọc nhằn, nhưng nay anh được tha đợi khỏi ngày coi thường anh nữa. Nay anh xin quan lương để sớm mai trở lại cuộc sống không sống như xưa chi vậy kén. Anh mong sao tụi em đừng ngục chích cuộc sống đua đòi, anh mong sao tụi em đừng dưỡng vô cơn nghiện ma túy. Nước mắt rơi từng đêm giờ phải xa gia đình yêu dấu, hy sống khi xưa chi vì kèn.